Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Theo trang web Francisco, những lời cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Benedicto trước khi lìa đời. Chúa Giêsu, con yêu Chúa. Đức Giáo Hoàng Benedicto nói bằng tiếng Đức. Đức Giáo Hoàng Francisco là người đầu tiên đến bên giường bệnh của Đức Giáo Hoàng Benedicto và cầu nguyện cho Ngài. Di chúc thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng Benedicto đã được Vatican công bố. Chúa Giêsu, con yêu Chúa, nói bằng tiếng Đức. Đó là những lời cuối cùng của Giáo Hoàng danh dự trước khi Ngài lìa đời, theo những gì báo La Nation biết được qua các nguồn thông tin. Đức Giáo Hoàng Benedicto, vị Giáo Hoàng từ năm 2005 đến năm 2013, qua đời lúc 9:34 sáng trong phòng của Ngài ở tầng 1, đan viện Mẹ Giáo Hội trong khu vườn Vatican. Tổng giám mục, thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Benedicto lập tức điện thoại báo cho Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 phút sau, Đức Giáo Hoàng Francisco là người đầu tiên đến bên giường bệnh của Đức Giáo Hoàng Benedicto để ban phép lành lần cuối và thinh lặng cầu nguyện bên thi hài đã không còn sự sống của Ngài. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chào và phân ưu với những người đã ở bên cạnh Đức Giáo Hoàng Benedicto cho đến phút cuối cùng. Ngoài giám mục thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Benedicto, còn có 2 bác sĩ và 2 y tá. Trong bầu khí thương tiếc sâu thẳm, Đức Francisco muốn tin được loan càng sớm càng tốt. Vì thế, Tổng giám mục thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Benedicto đã gọi điện thoại cho Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican. Đức Francisco nói về cái mất của Đức Benedicto. Chỉ có Thiên Chúa mới biết giá trị và sức mạnh những hy sinh của Ngài vì lợi ích giáo hội. Đức Francisco thương tiếc sự ra đi của người tiền nhiệm. Lúc này, tâm trí tôi hướng về Giáo Hoàng danh dự Benedicto 16 kính yêu. Ngài đã rời bỏ chúng ta sáng nay. Chúng ta nhớ đến con người của Ngài, thật cao quý, thật dịu dàng. Trái tim chúng ta tràn lòng biết ơn. Biết ơn Thiên Chúa đã ban Ngài cho giáo hội và thế giới. Biết ơn Ngài vì tất cả những điều tốt đẹp Ngài đã làm. Và trên hết là chứng từ đức tin và lời cầu nguyện của Ngài, đặc biệt trong những năm Ngài nghỉ hưu. Đức Francisco nhấn mạnh, chỉ có Thiên Chúa mới biết giá trị và sức mạnh của lời cầu nguyện, của những hy sinh vì lợi ích giáo hội. Tối nay, tôi muốn nhắc lại lòng tốt như một đức tính công dân, nhất là khi nghĩ đến giáo phận Roma chúng ta. Không giống như các giáo hoàng qua đời tại chức, Giáo Hoàng danh dự Benedicto 16 qua đời ngày thứ Bảy, 31 tháng 12, không mang dây pallium, dây vải trắng có 5 thánh giá màu đen mang trên cổ dành cho giáo hoàng tại chức và cho các tổng giám mục giáo phận. Ngày Chủ nhật 1 tháng 1 năm 2023, Vatican đăng 2 bức ảnh đầu tiên thi hài Đức Benedicto hoàng ở đan viện Mẹ Giáo Hội, nơi ở cuối cùng của Ngài. Đức Benedicto mặc chiếc áo lễ màu đỏ đơn giản, đội mũ miệng, chuỗi tràng hạt gỗ trên tay. Ngài không mang dây pallium của giám mục Roma, không như các giáo hoàng tiền nhiệm qua đời khi tại chức, vì chỉ có giáo hoàng tại chức với tư cách là giám mục Roma, cũng như các tổng giám mục giáo phận mới mang dây pallium, nói lên sự hiệp thông chặt chẽ giữa giáo hoàng và các tổng giám mục. Còn với Đức Benedicto 16, dây pallium cũng tượng trưng cho ách của Chúa Kitô. Ngài cũng không mang đôi giày đỏ như Ngài thường mang, cũng không mặc áo choàng ngắn đỏ Ngài thường mặc. Đức Francisco mặc áo choàng ngắn trắng, nhưng chiếc áo lễ màu đỏ ngoài chiếc áo trùng trắng là dấu hiệu dành riêng cho các giáo hoàng kể từ khi Đức Phaolô VI qua đời năm 1978.